định danh tính người đàn ông say xỉn, sàm sỡ rồi hành hung phụ nữ. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tin tức dân trí. Lãnh đạo công an quận Long Biên, thành phố Hà Nội xác định với phóng viên dân trí, đàn ông bị tố sàm sỡ phụ nữ ở hầm xe gửi xe của chung cư Mipec Long Biên là Đào Đức T, sinh năm 1973, trú tại quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Chiều ngày 4 tháng 9, trao đổi với phóng viên dân trí, Thượng tá Nguyễn Mạnh Sáng, Phó Thủ trưởng Cơ quan Điều tra Công an quận Long Biên cho biết, hiện đội điều tra tổng hợp Công an quận Long Biên đã tiếp nhận và đang điều tra xử lý người đàn ông sàm sỡ phụ nữ trong hầm xe của chung cư Mipec Long Biên, Hà Nội. Danh tính kẻ sàm sỡ được xác định là Đào Đức T, sinh năm 1973, trú tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội. Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an quận Long Biên đã triệu tập T lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, T khai nhận do có uống rượu, không làm chủ được hành vi nên đã có hành vi không đúng mực với người phụ nữ trong hầm gửi xe. Cụ thể, T đã dùng tay sờ vào đùi của người phụ nữ, sau đó nhiều người có mặt ở khu vực đó đã can ngăn và xảy ra xô xát với T. Toàn bộ vụ việc được camera an ninh của tòa nhà ghi lại. Hiện chúng tôi cũng đang đã và đo nồng độ cồn của T sau khi xảy ra sự việc. Thượng tá Sáng thông tin. Cũng theo Thượng tá Nguyễn Mạnh Sáng, cơ quan công an cũng đang rà soát, xác minh mức độ thương tích của người xô xát với T nếu có để làm cơ sở điều tra làm rõ hành vi của người này. Trước đó, như dân trí đã đưa tin, vào tối ngày 3 tháng 9, mạng xã hội Facebook xôn xao một đoạn clip có nội dung một kẻ biến thái sàm sỡ hành hung một người phụ nữ trong góc tối tại hầm gửi xe của một chung cư, thu hút sự quan tâm của dư luận. Nội dung đoạn clip cho thấy một người đàn ông trung tuổi mặc quần ngắn, áo phông xanh kẻ ngang có hành vi đụng chạm vùng nhạy cảm của cô gái trẻ trong góc tối của hầm để xe. Sau đó người này thản nhiên đi bộ đến khu vực thang máy. Đáng nói, cô gái cùng một số cư dân trong tòa dân cư kêu bảo vệ đến nói chuyện thì người này có thái độ hung hăng. Qua tìm hiểu mới biết, nơi xảy ra sự việc là khu vực tầng hầm B2 của tòa chung cư Mipec Long Biên, Hà Nội. Tối cùng ngày, ngày 3 tháng 9, trao đổi với phóng viên, một đại diện ban quản trị tòa nhà Mipec Long Biên xác nhận vụ việc đã xảy ra vào tối ngày 2 tháng 9 khi chị LHM, 28 tuổi, đến chung cư này thăm bố mẹ. Trong khi đang đứng chờ ở gầm gửi xe B2, chị bị một gã đàn ông tiến đến gần và có hành vi sàm sỡ. Toàn bộ sự việc được camera giám sát của tầng gửi xe ghi lại. Đại diện ban quản lý, quản trị tòa nhà Mipec Long Biên khẳng định hành vi sàm sỡ và thắt cô gái này được có người vào can nhưng bị can lại giữ thái độ của người đàn ông được camera ghi lại của tòa nhà. Tất cả hình ảnh đã được cung cấp cho cơ quan cảnh sát điều tra. Các bạn nhớ like và subscribe kênh YouTube Tin tức dân trí để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày các bạn nhé. Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Đông bình thản kể lại quá trình y gây án từ lúc bắt đầu cho tới lúc sát hại cả gia đình ông Nguyễn Văn Hải, em ruột của ông Đông. Liên quan tới vụ truy sát một gia đình ở xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội khiến 4 trên 5 nạn nhân tử vong, một hiện đang cấp cứu trong quá trình nguy kịch. Chiều ngày 1 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra